chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn toán. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường tiểu học Lương Đình Của. Ở tiết học này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục ôn tập lại kiến thức đã học qua bài ôn tập các số trong phạm vi 100 tiết 2. Ở tiết học hôm nay, các em sẽ được ôn tập phần so sánh các số, nhắc lại kiến thức về thứ tự số trên tia số, từ đó vận dụng để sắp xếp các số theo thứ tự. Bên cạnh đó, các em còn được ôn tập kiến thức về ước lượng. Chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào! Để tiết học thêm vui và thú vị, các em hãy cùng nghe với cô một bài hát và xem bài hát này nhắc đến loài vật nào nhé! Bài hát vừa rồi đã nhắc đến các chú kiến đúng không các em? Kiến là một loài côn trùng rất siêng năng và chăm chỉ. Các chú kiến lao động không ngừng để tìm kiếm thức ăn. Trong hình, cô có 4 chú kiến. Các chú kiến này đang vận chuyển các hạt gạo về hang. Trên mỗi hạt gạo có một con số. Các con số này lần lượt là 57, 8, 81 và 53. Các em hãy chỉ ra số nào lớn nhất, số nào bé nhất trong 4 số vừa được nêu. À, các em giỏi lắm. Trong 4 số 57, 8, 81 và 53, 8 là số có 1 chữ số, cho nên 8 là số bé nhất. 53 bé hơn 57. 57 bé hơn 81. Cho nên 81 là số lớn nhất. Cô giới thiệu với các em, đây là các chú kiến xén lá, hay còn gọi là kiến cắt lá. Các chú kiến sẽ cắt lá về để làm tổ. Trong 4 chú kiến này, có 2 chú kiến đã đứng sai vị trí. Các em hãy đổi chỗ 2 chiếc lá để các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Các em đã tìm ra 2 chiếc lá cần đổi chỗ chưa? Để thực hiện được bài tập này, các em cần xác định được số bé nhất và số lớn nhất trong dãy số này. Vậy số nào là số bé nhất? Đúng rồi, 38 là số bé nhất. Vậy số lớn nhất là số nào? Đúng rồi đó. Đó chính là số 84. Còn 40 và 48 thì sao các em? 40 bé hơn 48 đúng không nào? Dựa vào những nhận xét vừa rồi, ta có thể sắp xếp lại dãy số này như sau để các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 38, 40, 48 và 84. Như vậy, ta cần đổi chỗ số 84 và 40. Ở dãy số thứ 2,
Các em cũng cần đổi chỗ hai chiếc lá để các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé nhé. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Các em đã tìm ra cần đổi chỗ hai chiếc lá nào chưa? Tương tự như ở câu A, trước tiên các em cần tìm ra số bé nhất và số lớn nhất. Ở đây, số bé nhất là số mấy? Đúng rồi, số bé nhất là số 75. Còn số lớn nhất là số mấy? Chính xác, đó là số 97. Khi xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, ta có 97 là số lớn nhất sẽ đứng đầu tiên, còn số 75 là số bé nhất sẽ ở vị trí cuối cùng. Vậy 79 và 90 thì sao? Vì 79 bé hơn 90, cho nên thứ tự dãy số này từ lớn đến bé sẽ là 97, 90, 79 và 75. Ta cần đổi chỗ số 97 và số 79. Cô khen tất cả các em đã tìm ra được câu trả lời nhanh và chính xác. Bây giờ, các em hãy dựa vào kiến thức về so sánh các số để thực hiện so sánh các số sau. 34 so sánh với 30, 9 so sánh với 22, 51 so sánh với 28, 75 so sánh với 57, 70 cộng 4 so sánh với 74, 9 cộng 5 so sánh với 5 cộng 9. Các em hãy bấm dừng video để thực hiện bài tập này nhé. Các em đã hoàn thành bài tập này chưa? Cùng sửa bài với cô nào. Trước khi sửa bài, các em hãy nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 100. À, đúng rồi. Các em đã nắm được cách so sánh rồi đó. Số có một chữ số bé hơn số có hai chữ số. Khi so sánh các số có hai chữ số, ta sẽ so sánh từ trái sang phải. Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu số chục bằng nhau, số nào có đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn. Dựa vào kiến thức vừa được nhắc lại, đáp án ở đây lần lượt là 34 lớn hơn 30, 9 bé hơn 22, 51 lớn hơn 28, 75 lớn hơn 57. Khi so sánh một phép tính với một số, các em cần làm gì trước tiên? Đúng rồi, ta cần thực hiện phép tính để tìm kết quả, sau đó lấy kết quả vừa tìm được để so sánh. Ở đây, ta sẽ tính 70 cộng 4 trước. 70 cộng 4 bằng bao nhiêu? Bằng 74 đúng không nào? Và 74 bằng 74. Ta thực hiện tương tự khi so sánh 9 cộng 5 với 5 cộng 9. 9 cộng 5 bằng bao nhiêu? Chính xác, 9 cộng 5 bằng 14. Còn 5 cộng 9 thì sao? À, kết quả 5 cộng 9 cũng bằng 14. Như vậy, ta điền được dấu bằng. Các em hãy ghi nhớ thật tốt cách để so sánh các số nhé. Cô mời các em đến với một bài tập rất thú vị. Cô có 4 ngôi nhà dành cho các chú chim. Mỗi ngôi nhà sẽ tương ứng với một số trên tia số. Các em hãy dựa vào lời của các chú chim để xác định nhà của mỗi chú chim. Chú chim đầu tiên thì nói: số nhà của tớ là số liền sau của số 70. Chú chim thứ hai thì bảo: số nhà của tớ là số liền trước của 20. Chú chim khác thì nói: số nhà của tớ bé hơn số nhà của bạn. Cô sẽ dành một chút thời gian để các em cùng nhau suy nghĩ và thảo luận nhé. Các em đã tìm ra được nhà của các chú chim chưa nào? Cùng suy luận để tìm đáp án với cô nhé các em. Số nhà của chú chim thứ nhất là số liền sau của 70.
Liền sau số 70 là số mấy? Các em giỏi lắm. Là số 71. 71 ở bên nào của số 70? À, là bên phải. Các em nhìn lên tia số bên phải, số 70 là ngôi nhà màu gì? Đúng rồi, đó là ngôi nhà màu vàng. Vậy là ta đã tìm được nhà cho chú chim đầu tiên. Chú chim thứ hai cho ta biết nhà của chú là số liền trước của 20. Đó là số nào vậy các em? Giỏi lắm, đó là số 19. 19 thì nằm phía nào của số 20 trên tia số? Đúng rồi, bên trái. Các em nhìn vào tia số và cho cô biết bên trái 20 là nhà màu gì? Màu xanh lá, đúng không các em? Bạn chim ta hót líu lo vui mừng. Bạn đã tìm được nhà rồi đó. Chúng ta còn hai chú chim nữa, tương ứng với hai ngôi nhà màu xanh dương và màu hồng. Chúng ta còn biết được số nhà của chim hồng thì bé hơn số nhà của chú chim còn lại. Nhìn vào tia số, các em có thể xác định giúp cô nhà màu xanh tương ứng với số bao nhiêu không? Các em giỏi lắm, nhà màu xanh tương ứng với số 35. Còn nhà màu hồng thì sao? Nhà màu hồng tương ứng với số 55. Khi so sánh 35 với 55, ta có 35 bé hơn 55. Vậy là nhà màu xanh dương là nhà của bạn chim màu hồng, còn nhà màu hồng là nhà của chú chim còn lại. Các chú chim đã hót một khúc ca rất hay để cảm ơn các em đã giúp các bạn tìm lại nhà. Chúng ta cùng đến với bài tập số 4. Các em hãy tìm xem có bao nhiêu quả trứng chim. Đầu tiên, các em hãy ước lượng có khoảng bao nhiêu quả. Sau đó, hãy đếm lại để kiểm tra con số vừa ước lượng có hợp lý không. Trước khi làm bài tập này, hãy cùng cô nhắc lại các kiến thức về ước lượng. Ước lượng là gì? À, ước lượng là chỉ quan sát, không đếm từng cái, xác định số lượng khoảng bao nhiêu. Ta có thể ước lượng theo nhóm, theo cột hoặc theo hàng. Sau khi đã nhắc lại các kiến thức về bài ước lượng, các em hãy bấm dừng video và thực hiện bài tập này nhé. Thời gian làm bài bắt đầu. Đã hết thời gian làm bài, cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Ở đây, các em sẽ ước lượng theo nhóm, theo cột hay theo hàng? À, ta sẽ ước lượng theo nhóm. Có bao nhiêu nhóm vậy các em? Cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu trứng? Đúng rồi, mỗi nhóm có khoảng 10 trứng. Vậy cùng ước lượng với cô nào? 10, 20, 30, 40, 50, 60 và 70. Ta ước lượng có khoảng 70 quả. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đếm để kiểm tra kết quả ta vừa ước lượng nhé. Hãy theo dõi các con số lần lượt xuất hiện và cho cô biết có bao nhiêu quả nhé.
Ta đã đếm được 73 quả trứng chim. Bây giờ các em hãy so kết quả vừa đếm được với kết quả ước lượng thì ta sẽ thấy chênh lệch 3. Như vậy ta đã ước lượng phù hợp. Vậy là cô trò chúng mình đã hoàn thành xong các bài tập của bài ôn tập các số trong phạm vi 100. Bây giờ các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được theo 3 mức độ: tốt, đạt và cần cố gắng. Ở tiêu chí thứ nhất, khi em đã so sánh đúng các số, hãy đánh giá mình ở mức độ tốt. Khi em đã nắm được cách so sánh các số nhưng còn sai sót, hãy tự đánh giá mình ở mức độ đạt. Trong trường hợp em chưa thực hiện được so sánh các số, hãy xem lại nội dung bài và cố gắng nhiều hơn nhé em. Ở tiêu chí thứ hai, nếu em hoàn thành tốt việc xác định số trên tia số và sắp xếp đúng các số theo thứ tự yêu cầu, hãy tự đánh giá mình ở mức độ tốt. Trong trường hợp em đã xác định đúng các số trên tia số nhưng còn sai sót khi sắp xếp các số theo thứ tự, hãy tự đánh giá mình ở mức độ đạt. Còn nếu em chưa xác định được số trên tia số và chưa sắp xếp được các số theo thứ tự, hãy xem lại nội dung bài học và luyện tập nhiều hơn nhé em. Ở tiêu chí thứ ba, khi em hoàn thành tốt việc ước lượng, hãy tự đánh giá mình ở mức độ tốt. Nếu em đã ước lượng nhưng khi đếm lại, kết quả ước lượng chênh lệch quá lớn so với con số đếm được, hãy tự đánh giá mình ở mức độ đạt. Trong trường hợp em chưa thực hiện được ước lượng, hãy xem lại video hướng dẫn và cố gắng luyện tập nhiều hơn em nhé. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các em hãy luyện tập thêm các kiến thức đã học thông qua phiếu bài tập và xem trước bài học tiếp theo nhé. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.